Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh Thiện Đất Bán Nhà Đất Hà Nội Quý vị đừng quên chia sẻ video hoặc lưu số điện thoại Để khi tắt video này chúng ta vẫn còn nhớ nhau nhé Tôi đang ở đầu phố Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy Gần ngã ba giao cắt về phố Quan Nhân Đây là những hình ảnh về ngõ trước nhà Ngõ rộng rãi, ô tô tránh nhau Khu chia lô bàn cờ nên ngõ thông Kinh doanh văn phòng thì đều tốt Từ căn nhà này di chuyển vài trăm mét là sang đường láng Yên Lãng, Thái Thịnh rồi Rất gần Nhà xây mới 100% Chưa ở Kiến trúc cực kỳ hiện đại Nhà cần bán gấp Có cả thang bộ và thang máy Tổng thể thì ngôi nhà này có diện tích là 50m2 Xây dựng 6,5 tầng Tức là 6 tầng Và một tung thang Nhà có mặt tiền là 4,5m Hướng Đông Bắc Sổ đỏ riêng chính chủ đầu cuối thì vuông vắn Giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý Thì cứ gọi là ok Giá của căn nhà thì tôi sẽ nói đến ở phần mô tả Và ở phần cuối của video nhé Trước nhà thì có vỉa hè rộng chừng 2 mét Không quá rộng Nhưng như vậy là đẹp lắm rồi Khá tiện lợi là ngõ trước nhà ô tô đậu thoải mái cả ngày Ô tô khác thì vẫn đi bình thường Nên rất là thuận tiện Tầng 1 thì nhìn chung là thiết kế cầu thang máy và thang bộ ở cuối. Tầng này thì nếu ai làm văn phòng có thể kê bàn ghế đồ đạc làm luôn ở đây. Xe máy và ô tô thì để ở ngoài rồi. Ngôi nhà này thì hiện tại đã lắp sẵn thang máy nhập khẩu thương hiệu Fuji. Thang máy thì có kính vân gỗ, rất là sang trọng. Đây cũng là một thương hiệu thang máy lớn của Nhật Bản với độ an toàn cao, chi phí bảo trì thấp. Tầng 1 thì cũng có một nhà vệ sinh nhỏ để giúp chúng ta giải quyết nhu cầu tạm thời và cấp bách. Từ trong nhìn ra ngoài thì căn nhà có mặt sàn khá rộng, chiều ngang vừa vặn, thừa đất rất là chuẩn để bố trí nhà theo cái thiết kế truyền thống. Nếu để ô tô thì ở đây cũng có thể để được hai chiếc. Các nhà có thang máy thì cũng thường có hệ thống điện đóm kỹ thuật và chuông báo phòng cháy chữa cháy rất là bài bản. Thang máy của căn nhà này thì có động cơ sử dụng loại không hộp số nó có thể tiết kiệm đến 40% điện năng so với các loại thang máy khác. Tủ điều khiển vi xử lý thì cũng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp thang chạy êm hơn, tiếng ồn nhỏ, dừng tầng nhanh và chuẩn xác. Đây là cầu thang và hành lang vào tầng 2 của căn nhà này. Sẽ thật là tuyệt vời nếu các bạn có thể sở hữu căn phòng ngủ như thế này. Cửa gỗ rất là dày dặn. Đồ đạc rất là cơ bản, không màu mè nhưng đi vào chất lượng. Đây là một phòng khép kín Nghĩa là nhà vệ sinh để ở trong phòng Ngôi nhà này thì đã trang bị sàn gỗ đầy đủ các phòng ngủ Mỗi phòng rộng khoảng 35 đến 40 mét vuông Dồn nhau thoải mái Không cần leo cao và vẫn có thể lên đỉnh Tất cả hệ thống cửa phòng Kể cả cửa nhà vệ sinh Đều được đặt bằng gỗ lim nguyên khối Được tuyển chọn rất là kỹ càng Nhà vệ sinh đã có đầy đủ thiết bị Thiết bị vệ sinh thương hiệu Toto Phòng ngủ này thì có cửa sổ rộng View trước nhà rất là thoáng Phù hợp với những tâm hồn mơ mộng Ngõ rất là nhiều quán cà phê Nhiều cây xanh Vừa ở Vừa làm văn phòng Thì lại là chuẩn bài rồi Về đồ đạc thì tất cả những thiết bị Mà quý vị đang thấy ở đây Sẽ bán là đi kèm với ngôi nhà này Tất cả Đều sẽ là của người mua Phòng rất là vuông vắn sàn gỗ thì rất là mịn và khít sau đây thì chúng ta sẽ cùng trở ra phía ngoài để tiếp tục lên với tầng trên của căn nhà này vẫn là cầu thang cuối và tôi sẽ đi thang bộ lên để quý vị dễ hình dung và trải nghiệm từng tầng của căn nhà này Đi thang máy thì có khi quý vị lại không biết đang ở tầng nào với tầng nào Về vị trí địa lý thì ở đây cực kỳ thuận lợi Như ngay ở đầu video tôi đã nói Nhà thì nằm ngay điểm đầu phố Nguyễn Ngọc Vũ Giao với đầu phố Quan Nhân Những ai đang học tập, công tác Hay có người thân ở đường Láng, Yên Lãng, Thái Thịnh, Lê Văn Lương, Nguyễn Khang, Giáp Nhất hay là Ngã Tư Sở Thì mua ở đây là quá gần rồi Đơn giản chỉ là muốn tìm một căn nhà ở khu trung tâm Hà Nội Thì ở đây là phù hợp ạ. Về dân trí nếu ở đây mà không cao Thì tôi nghĩ cũng không có ở đâu Dám tự nhận là dân trí cao đâu ạ Tất nhiên là ở đâu cũng có người này người kia Nhưng ở đây thì đa phần cư dân thân thiện Tiện ích thì tuyệt vời Các tầng 2, 3, 4 thì giống nhau Mỗi tầng một phòng ngủ và một vệ sinh Quý vị và các bạn xem tầng 2 như thế nào thì các tầng này cũng như vậy Tầng nào cũng giống nhau Chỉ độ cao là khác nhau thôi ạ Nếu chúng ta không đi thang bộ Thì cũng đã có thang máy rồi Về giá cả thì mọi thứ đều có thể thỏa thuận Bên bán sẽ bao sang tên thuế phí, giấy tờ Pháp lý ổn, sạch, chuẩn chỉ Về nguồn gốc đất thì bản chất đây là đất phân lô cho cán bộ Các nhà đều tăm tắp, ngõ chia lô bàn cờ Đây là khu đất sạch, đã quy hoạch làm khu dân cư nên không có quy hoạch gì khác Về tiện ích thì rất gần Royal City Đi ngược lên khoảng 500m Là trung tâm thương mại Hà Nội Centerpoint Bên kia bờ sông Phố Yên Lãng, Thái Thịnh Thì bệnh viện nội tiết là gần Các anh có đi massage tài thu mà bị vợ gọi Thì chạy về nhà cũng rất nhanh Chúng ta đang xem là tầng 5 Với sự khác biệt nhiều hơn Tầng 5 thì vệ sinh để ở ngoài Phía trong là bếp ăn siêu sang rộng rãi sang trọng tủ bếp màu gỗ óc chó rất là nhã nhặn những tông màu nâu hoặc là một số cái màu tối tương tự thì bao giờ cũng dịu mắt hơn và cảm giác giản dị hơn không quá là hào nhoáng bàn bếp trần phào đèn trang trí và tổng thể ngôi nhà đều là sự kết hợp hài hòa và hợp lý đây là thành quả của sự tính toán và kinh nghiệm của người xây và bất kỳ một ngôi nhà nào Đa phần trong chúng ta ai cũng biết nó thiết kế hợp lý hay không hợp lý ở điểm nào Nhưng căn nhà này thì dường như là không có điểm chê Nhận xét thì dễ Nhưng khi mình làm chưa chắc đã đẹp được Nói thì được Ý tưởng thì tốt Nhưng khi vào thực hiện Thì không phải ai cũng làm cho chuẩn được Có khi chính mình xây căn nhà cho mình ở Rồi khi ngắm lại Cũng vẫn có những điểm chưa ưng Nhà thiết kế hợp lý bởi một nỗi sợ Sợ ở đây không phải gì khác, ngoài sợ mất tiền. Xây nhà mà không thiết kế hợp lý thì sẽ khó bán, không bán được hoặc là bán rất rẻ. Mọi sự sai lầm thì đều phải trả giá bằng tiền mặt hoặc thậm chí là thịt mặt. Cho nên là tất cả thì đều phải đặt chuẩn. Sau đây chúng ta sẽ cùng lên với tầng 6 của căn nhà này. Tầng 6 căn nhà của quý vị có chỗ để máy giặt, phòng thờ, và sân thượng rộng chỗ để máy giặt thì đã sẵn đường cấp thoát nước và hệ thống điện phòng thờ thì ốp gỗ trang trí đơn giản và đậm chất á đông phía ngoài thì là sân thượng phía trên tầng này thì còn có một tung thang ở đó thì có khoảng sân có kho để đồ và các dụng cụ kỹ thuật cuối cùng thì xin quý vị đừng quên chia sẻ video hoặc lưu lại số điện thoại để chúng ta không lạc mất nhau nhé xin trân trọng cảm ơn